Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Trong bản tin ngày 28 tháng 10 hôm nay, chúng ta tiếp tục quay trở lại những vấn đề nóng bỏng đang xảy ra trên thế giới. Tâm điểm vào lúc này là ở khu vực Trung Đông, khi mà Israel đã thực hiện một cuộc tấn công để đáp trả lại Iran mà họ tuyên bố rằng cuộc tập kích này là vô cùng chính xác. Phát ngôn viên của lực lượng IDF nói trước truyền thông rằng, chúng tôi hiện có thể xác nhận Chúng tôi đã kết thúc phản ứng của Israel đối với cuộc tấn công của Iran vào Israel. Chúng tôi đã tiến hành các cuộc tấn công có mục tiêu chính xác và các căn cứ quân sự của Iran, ngăn chặn mối đe dọa trực tiếp đối với nhà nước Israel. Như vậy, có thể nói rằng phía Theo Avid đã thừa nhận phản ứng của họ đã kết thúc sau khi người Iran đã dùng hàng trăm tên lửa để tấn công trực tiếp vào thủ đô Theo Avid cũng như căn cứ Nevatim của Israel. Câu hỏi mà bây giờ chúng ta nên đặt ra là vụ tấn công đáp trả vừa qua của Israel đã gây những tổn thất như thế nào cho Tehran? sau khi đã mất hơn 2 ngày để tìm kiếm những video do dỉ trên mạng về thiệt hại của iran tôi có thể xác nhận rằng vụ tấn công vừa qua của israel là như gãy nghẻ lý do để tôi có thể khẳng định điều này đó là tôi đã theo dõi toàn bộ kênh chính thức của nhà nước israel cũng như lực lượng quân sự của họ tuy nhiên không có một đoạn video nào cho thấy những tổn thất mà iran gặp phải sau đợt tấn công của israel người israel chẳng đăng cái gì cả ngoài việc tuyên bố bằng miệng là họ đã tấn công vô cùng chính xác giờ đây trên mạng đang có hai luồng ý kiến phía Israel thì nói rằng cuộc tấn công của họ là thành công trong khi phía Iran thì lại cười nhạo đơn cử như trên Reuters tờ có một bài viết với tiêu đề Netanyahu nói Israel tấn công Iran rất mạnh mẽ trong khi Khamenei lãnh tụ tối cao của Iran thì nói rằng thiệt hại không nên bị phóng đại theo ấn phẩm thủ tướng Netanyahu khẳng định rằng cuộc không kích vừa qua của Israel đã tấn công mạnh vào hệ thống phòng thủ và hoạt động sản xuất tên lửa của Iran trong khi lãnh tụ tối cao của iran là khamenei cũng khẳng định rằng vụ tấn công vừa qua chỉ gây ra một số thiệt hại nhẹ cũng như khiến bốn binh sĩ thiệt mạng khamenei cũng nhấn mạnh rằng vụ tấn công này không nên bị hạ thấp hoặc phóng đại người iran sẽ đáp trả một cách xứng đáng cho những binh sĩ thiệt mạng của họ tuy rằng thiệt hại ở mức độ rất nhỏ thế nhưng mà phía iran cam kết rằng họ sẽ có những đáp trả vô cùng xứng đáng đối với cả israel đơn cử như bộ trưởng ngoại giao của iran là Pahei đã chính thức đăng đàn phát biểu trước truyền thông rằng Iran sẽ sử dụng mọi công cụ có sẵn của mình để đưa ra một phản ứng chắc chắn và hiệu quả đối với chế độ phục quốc do Thái. Như vậy có thể thấy cả hai bên đều nói rằng mình thành công trong chiến dịch tấn công và phòng ngự vừa qua. Vậy ai mới là kẻ nói dối? Theo tôi, Israel mới là kẻ nói dối. Họ đang cố gắng phóng đại vụ tấn công của mình. Mặc dù nó đã thất bại hoặc họ cũng đang cố tình dơ cao đánh kẽ. Họ không muốn một cuộc chiến tranh lan rộng với người Iran ở Trung Đông. Được biết, trong vụ tấn công Iran vừa qua, Israel đã cử 100 máy bay chiến đấu của mình mang theo những tên lửa xịn sò con bò để tấn công vào ít nhất 3 khu vực được cho là căn cứ quân sự của Iran, đó là thủ đô Tehran, Ilam, khu Những chiếc máy bay này đã sử dụng không phận của Iraq để tấn công vào Iran. Tuy nhiên, một số video dò gì trên mạng đã cho thấy hệ thống phòng không của Iran cũng không phải là kém như chúng ta tưởng. Nó đã ngăn chặn hầu như toàn bộ các tên lửa mà Israel phóng về Iran không hề có bất cứ một thiệt hại lớn nào được ghi nhận. Tuy nhiên, những phương tiện truyền thông tuyên truyền của Israel thì lại đăng đàn những đoạn video cho thấy thủ đô Tehran đã bốc cháy dữ dội. Đoạn video này hiện nay đang được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi check và tôi đã biết được đoạn video này là giả. Bởi vì đoạn video này đã xuất hiện vào ngày 21 tháng 10 do chính phía Israel đăng. Khi mà họ thực hiện một cuộc tấn công vào Beirut thuộc Liban như vậy có thể khẳng định rằng không hề có câu chuyện thủ đô tehran của iran đã bốc cháy sau đợt tấn công bằng máy bay của israel cho tới lúc này tôi vẫn chưa thực sự tìm ra một video nào nói về câu chuyện một số khu vực đặc biệt là căn cứ quân sự của iran đã bị tàn phá nặng nề sau đợt tấn công vừa qua của theo avid đối chiếu lại vụ tấn công iran vào israel cũng như vụ đáp trả của israel vào iran từ hai đoạn video chúng ta sẽ thấy tên lửa của iran đã bắn trúng mục tiêu của israel nhiều như thế nào trong khi phía israel thì tên lửa của họ hầu như bị ngăn chặn hết, không có một tên lửa nào lao xuống mặt đất và nổ tung. Như vậy chỉ có hai giả thiết được đưa ra sau vụ tấn công này của Israel. Thứ nhất, đó là họ không muốn đáp trả mạnh mẽ Iran bởi vì họ lo sợ họ sẽ không đối phó được Iran trong một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông. Vì vậy, theo Ảo Viết sử dụng chiến dịch thùng rỗng kêu to, giả thiết thứ hai, đó là các hệ thống tấn công của Israel thật sự không hiện đại như chúng ta đã tưởng. Nó hầu hết đã bị ngăn chặn bởi hệ thống phòng không của người Iran. Theo suy nghĩ của tôi, tôi sẽ nghiêng về giả thiết thứ nhất, đó là Israel chỉ thùng rỗng kêu tỏ, họ sợ Iran. Tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy? Bởi vì nếu Israel thực sự muốn gây thiệt hại đáng kể cho người Iran thì họ đã không thông báo trước. Theo tờ Axios cho biết, Israel đã cảnh báo Iran trước cuộc tấn công mới nhất của mình ấn phẩm này khẳng định rằng theo avid đã truyền đi một lời cảnh báo tới iran thông qua một bên thứ ba trước cuộc tấn công bằng tên lửa theo đó israel sẽ chỉ rõ các loại mục tiêu mà họ sẽ tấn công iran cho người iran biết đồng thời cũng yêu cầu tehran không được phép trả đũa cơ quan truyền thông của hoa kỳ dường như cũng khẳng định với luận điểm của tờ báo này họ nói rằng nỗ lực trên để nhằm hạn chế cuộc tấn công qua lại đang diễn ra giữa israel và iran nó sẽ giúp ngăn chặn một sự leo thang rộng rãi hơn đối với khu vực trung đông Vậy tôi mới nói là Israel đang thùng rỗng kêu tỏ Sử dụng 100 máy bay chiến đấu Thì họ bắn ít nhất cũng khoảng 100 đến 200 tên lửa Nhưng mà lại chẳng gây bất kỳ một thiệt hại nào cho phía Tây Hề Rản hết Lý do mà cả Hoa Kỳ và Israel rén Tôi nghĩ cũng một phần có liên quan tới Nga Tại thời điểm mà người Israel tấn công Iran cũng đã có mặt tại hội nghị thượng đỉnh Biric Người Nga thậm chí đã cảnh báo Iran về cuộc tấn công của Israel chỉ vài giờ trước đó Điều này được khẳng định trên tờ Sky News Arabi Ấn phẩm có đoạn thông tin đã được chuyển đi chỉ vài giờ trước cuộc không kích của israel moskova sau đó đã thông báo cho tehran về hoạt động của lực lượng mỹ và israel nhấn mạnh sự sẵn sàng hợp tác với iran với ý định sẽ đứng bên người iran bất cứ khi nào họ cần trước phản ứng này của nga theo tôi làm sao israel và hoa kỳ có thể không rén giờ đây trong một thế giới đa cực một cuộc chiến tranh toàn diện ở trung đông sẽ không chỉ có câu chuyện hoa kỳ và israel bắt nạt các nước nữa mà nó chắc chắn sẽ có thêm sự tham dự của nga thậm chí là trung quốc và triều tiên với một quốc gia có diện tích nhỏ bé như Israel thì thử hỏi làm sao có thể ngăn chặn những tên lửa đạn đạo xịn sò con bò của Nga và Iran. Nếu giam cứng thì theo ở Việt chỉ còn là tàn tích. Chưa kể tới Iran đã công khai xây dựng các hầm trú ẩn máy bay kiên cố của mình. Nó được thiết kế đặc biệt cho những chiếc Su-35 của Nga. Nhiều báo cáo cho rằng Nga sẽ chuyển giao cho Iran hàng chục những chiếc Su-35. Điều này sẽ giúp vô hiệu hóa những chiếc tiêm kích F-16, F-15, F-35 của Israel khi mà chúng thường được sử dụng để bay qua không phận Iraq tấn công Iran. Vụ tấn công vừa qua của Israel cũng vậy. Họ sử dụng máy bay bay qua không phận Iraq để tấn công Iran. Iran không có những tổ hợp máy bay Su-35. Họ chủ yếu sử dụng hệ thống phòng không để ngăn chặn, mặc dù nó hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên, nếu có thêm hàng chục những chiếc Su-35, họ có thể ngăn chặn và phá hủy những chiếc máy bay của Israel từ xa chứ không chỉ còn là ngăn chặn những tên lửa bởi vì những chiếc máy bay của israel rất khôn ngoan nó sẽ bay tới điểm ngoài tầm bắn của hệ thống phòng không iran để thả tên lửa iran giờ đây không còn đơn độc trong cuộc chiến ở trung đông thế nên chúng ta mới thấy phản ứng của họ đang ngày càng trở nên cứng rắn hơn mới đây quân đội iran đã đăng một đoạn video với thông điệp như sau cuộc tấn công đêm qua của chế độ diệt chủng do thái vào iran đã không thành công nhờ vào hệ thống phòng không mạnh mẽ của chúng tôi tuy nhiên hành động xâm lược này sẽ không thể không bị đáp trả chúng tôi sẽ phản ứng quyết liệt với hành động khiêu khích trên Bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi đợi xem lúc nào Iran sẽ thực hiện một cuộc đáp trả lại Israel. Tôi thật mong chờ sự kiện này bởi vì mỗi lần đáp trả là các tên lửa của Iran lại tàn phá toàn bộ thủ đô theo Avid. Trong khi đó, tình hình trên chiến trường thực địa tại Ukraine Tôi chẳng biết nên gọi là gì nữa Gọi là một sự đổ vỡ cho chế độ Kiev thì đúng hơn Việc Nga giải phóng hoàn toàn khu vực Bokorod Có lẽ chỉ tính bằng ngày hoặc thậm chí là tháng Mới đây, phóng viên chiến trường Ukraine Julian Roker đã chua sót đăng trên kênh chính thức của mình rằng khu vực về đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của những người Nga. Được biết, trước đây về có khoảng 23.000 cư dân và nó đã bị người Nga giải phóng chỉ trong một cuộc chiến kéo dài có 3 ngày. Nhiều đoạn video do phía Nga công bố cũng khẳng định với điều đó, các chiến binh của lực lượng đặc biệt số 71 đã tiến vào thành phố về truy quét tàn dư còn sót lại của chế độ Kiev. Binh sĩ Kiev chỉ có hai lựa chọn đầu hàng hoặc chết. Các binh sĩ Nga giờ đây hiên ngang đi lại xung quanh thành phố đầu về mà không gặp bất kỳ một sự kháng cự nào. Thậm chí có một video còn cho thấy nhóm quân Trung tâm Nga đang ném lá cờ của Ukraine ra khỏi tòa nhà hành chính đầu về. Đúng vậy, thành phố này đã chính thức được giải phóng chỉ sau có 3 ngày người Nga tổ chức một cuộc tấn công. Chưa dừng lại ở đó, sau khi đã giải phóng Syldove về, Nga lại tiếp tục tiến nhanh để giải phóng khu định cư Viseve. Điều này cũng được xác nhận bởi chính Ukraine và Nga. Phóng viên Julian Rocker của Ukraine cho biết, Nga lại tiếp tục chiếm được khu định cư VC về sau khi đã giải phóng khu vực phía Tây Selidove. Phía Nga cũng đã công bố một video nhóm quân của họ đã cắm lá cờ trên ngôi làng VC về Julian Rocker khẳng định rằng, Mặt trận của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía nam Donetsk đang sụp đổ Người Nga chiếm 8 khu định cư chỉ trong vòng có 3 ngày Mỗi ngày, Nga tiến từ 2 đến 5 km. Với tốc độ này, Nga sẽ chỉ cần có 6 tháng để đến được vùng Dnipro. Kết luận của Julian Roker là chúng ta phải thừa nhận rằng sự ủng hộ hiện tại của phương Tây cho Kiev là không đủ. Chúng ta đang thua trong cuộc chiến này và giới lãnh đạo Ukraine đang không thể tìm ra bất kỳ phương tiện hoặc cách nào để có thể ngăn chặn được bước tiến của Nga. Giờ đây Zelensky đang vô cùng bế tắc. Ông ấy liên tục khóc than trên mạng về việc quân đội của Triều Tiên đã có mặt tại Nga. Zelensky khẳng định rằng mỗi ngày của cuộc chiến này chứng minh một sự thật, Moscow có ý định tiếp tục gây hấn. Đây là lý do tại sao họ đang cố gắng tăng sản lượng quốc phòng của mình bằng cách bỏ qua các lệnh trừng phạt. Đó là lý do tại sao họ ngày càng liên quan đến Bắc Triều Tiên và chỉ trong vài ngày, binh lính Triều Tiên có thể tham gia chiến trường chống lại Ukraine. Ukraine có thể sớm bị buộc phải chiến đấu với quân đội Triều Tiên ở châu Âu. Đây là điều kiện mà chúng ta phải đối mặt khi việc thiếu các quyết định mạnh mẽ hơn từ các đối tác của chúng ta để hỗ trợ cho Ukraine nó chỉ khuyến khích putin đầu tư nhiều hơn vào khủng bố thế giới có thể ngăn chặn cuộc chiến này diễn ra lời nói và sự chiều tượng là không đủ cần có các bước cụ thể chúng tôi đã phát thao tất cả các bước như vậy trong kế hoạch chiến thắng các hành động này sẽ ngăn chặn những kẻ xâm lược trở nên táo bạo hơn chúng tôi mong đợi áp lực lớn hơn nữa đối với cả nga chúng tôi mong đợi sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa cho ukraine à. vâng tóm lại là zelensky đang muốn thêm tiền thêm vũ khí để chiến đấu tới những người dân Ukraine cuối cùng chưa khi di rời sang một quốc gia khác để hưởng thụ cuộc sống. Câu chuyện về Triều Tiên có mặt ở Nga không còn lạ lẫm gì về chúng ta. Tuy nhiên, câu chuyện về Triều Tiên và Hàn Quốc thì có vẻ như đang có những thông tin mới. Tôi thật không rõ hành động này có liên quan gì tới những gián điệp của Triều Tiên hay không. Nhưng cách đây một ngày, căn cứ quân sự lớn của Hoa Kỳ có mặt tại Hàn Quốc đã bục cháy dữ dội. Được biết đây là một kho khí tải và thiết bị quân sự rất lớn ở khu vực Busan. Liên tục những tiếng nổ thứ cấp được vang lên tại khu căn cứ quân sự này và những cột khói bốc cao tới hàng chục mét. Rất nhiều nguồn tin vỉa hè cho rằng đây là hoạt động gián điệp của Bắc Triều Tiên khi họ đã thực hiện chiến dịch đốt cháy khu liên hợp quân sự giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã từ chối bình luận về điều này. Họ vẫn đang im lặng trước việc căn cứ quân sự bị cháy. Được rồi, thuyết âm mưu về việc Triều Tiên là người đã chỉ huy vụ việc này theo tôi nó là không logic. Tuy nhiên, đây cũng có thể là một điểm báo đen đủi cho Hàn Quốc khi mà chiến tranh với cả Triều Tiên chưa xảy ra thì căn cứ quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ đã cháy rụi. Không rõ là căn cứ quân sự này sẽ sản xuất cái gì và bơm vũ khí cho ai, có lẽ người Ukraine cũng đang thấp thỏm lo sợ bởi vì đôi khi lô vũ khí chuyển giao cho họ cũng có mặt trong nhà máy này. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Xin hãy bình luận ở phần bên dưới. Nếu xem nào, có thừa tiền lẻ 5 hay 10 nghìn thì cũng có thể ủng hộ cho kênh. Theo thông tin bên dưới góc phải màn hình, nó giúp cho kênh có thể tồn tại bởi vì kênh có rất ít tiền quảng cáo do bị đưa vào tầm ngắm. Xin cảm ơn các sếp rất nhiều và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.